vào điều trị tại bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, quân khu 4 do viêm phổi nặng. Cháu Sông Bá Vinh ở bản Phù Quạc 3, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được y bác sĩ bệnh xá cấp cứu kịp thời và sử dụng khí dung kết hợp kháng sinh điều trị niêm mạc phổi tích cực. Nhờ vậy, sức khỏe của cháu Sông Bá Vinh nhanh chóng bình phục sau hơn 6 ngày điều trị. May là có bác sĩ ở đây cứu cứu cho kịp thời cho con, mà nên là có đỡ rồi. Sau đó là bác sĩ cũng hỗ trợ nấu cơm cho con ăn, và mình nên là có khỏe rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác sĩ đây rất nhiều. Thực hiện chức năng khám chữa bệnh tại 4 xã trong vùng dự án khu kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã chủ động khai thác, đầu tư, triển khai hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ bộ đội và nhân dân ngày càng tốt hơn, như máy siêu âm, chụp X quang, điện tim, máy nội soi tai mũi họng, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân. Năm 2022, bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã tiếp nhận, khám, cấp cứu, điều trị cho trên 2.350 bệnh nhân. Cùng với điều trị cho người dân 4 xã trong vùng dự án, bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 cũng thường xuyên tiếp nhận, cấp cứu các trường hợp bệnh nhân nặng của các địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Bệnh xá chúng tôi là có những bệnh nhân ở bên phía bên kia, Mỹ Lị, Mừng Lộng cũng là chủ động sáng để điều trị ở bệnh xá chúng tôi. Và kết quả điều trị của bệnh xá chúng tôi thì là rất tốt và là được nhân dân trên địa bàn và các cơ quan sự nghiệp đồng dân trên địa bàn cũng như các nhà trường là xem bệnh xá là điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe. Vừa thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, hàng năm bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 còn phối hợp tham gia chương trình 12 phối hợp quân dân y, tổ chức phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh và triển khai các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí lưu động cho trên 1.200 lượt người dân trong vùng dự án. Bệnh xá cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nếp sống, vệ sinh khoa học, vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật hôn nhân gia đình, không vi phạm quy định kế hoạch hóa gia đình. Những người mới sinh con ý đó thì chăm con cái đừng có thể đảm bảo hơn tí. Còn nhân khác người, ví dụ như có một trường hợp của thằng em thôi, thằng em thôi, gần kém 10 tuổi đó thôi, nhưng mà 6-7 đứa mà con thì thậm chí không có quần mặt đâu anh ạ. Mua một rẹt á, mà quần áo không có để mặc cho ấm mà. Anh thì thấy họ mua kẻ một cái kiểu một đường cũng dám mua đó. Trong thời gian vừa qua thì cũng đã được lãnh đạo ban chỉ huy Đoàn Kinh tế của phòng 4 phối hợp với các bộ đảng chính quyền để làm tốt công tác tuyên truyền, thì hiện tại tỷ lệ hai con là nó tan lên, còn là cái tỷ lệ sinh con thứ ba, con thứ tư thì nó cũng có giảm dần và cái nhận thức của bà con cũng đã từng bước là thay đổi. Với sự nỗ lực phấn đấu, giữ vững thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh xá văn hóa, cán bộ, y bác sĩ bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh, thực sự là nơi đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tin tưởng, yên tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe.